Dạ, xin chào tất cả các hàng thủ đã quay lại với video mới tối hôm nay nhé. Kỳ số 646, video tối thứ hai trong ngày 25 tháng 5. Và tối nay em sẽ có 10 con máy nè, máy bè, máy mini cho mình nhé. Và phía dưới sẽ là có một cây cắm gốc cho mình câu vít tôm, vít mực, câu bè. Đấy. Và những cây rắp khúc nhá, hôm nay em có nhiều rắp khúc gửi đến các anh, đều là rắp khúc hết nha. Và chính giữa sẽ là có một cây cần tây Ryobi 10m cho mình. Rồi, anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Giá bên em báo cho bao gồm phí ship mỗi máy là 30.000, mỗi cần là 40.000. Em sẽ đóng ống nước, ship có toàn quốc và các nhận hàng được kiểm tra. Anh nào đặt trên hai sản phẩm thì em sẽ hỗ trợ bao ship, hoặc một sản phẩm về cần các anh chị phải thanh toán trước cho em thì bao ship nha. Đây, đầu tiên là một con Daiwa Seiko. Đấy, con máy mini, máy câu bè nhỏ, tròn, máy tay phải hết cả nha. Đây thì nó có 3 chế độ thôi, một chế độ 1 chiều chốt chặn. Đây là chế độ 2 chiều không có tiếng kêu, và đây là chế độ 2 chiều không có tiếng kêu cho mình xả cước các anh nha, cho mình xả cước đây. Đó. Rồi, hoạt động bình thường, mã số 1 giá 90.000. con này Daiwa nhá, Daiwa Kodonet 5. Số 2, một con Olympic Midget Japan luôn nè, hàng nội Nhật luôn nhá. Đấy, nó cũng hoạt động như vậy thôi, mình gạt xuống là được. Đấy, 3 chế độ. Rồi, mã số là 2, giá là 90.000. Mã số 2 90k nha, có núm spool đầy đủ. Mấy con này có núm hết. Đây, nó có cái núm spool đó, này, núm hàm á nha. Đấy. Con tiếp theo là một con Shimano Club Demi 15RL nha. 15RL. Ngoại hình thì cũng tương đối sáng cho mình. Đấy. Rồi, mã số là 2 giá 90.000 nha. À, số 3. Số 3 90.000. Số 3 Shimano. Số 4 là một con Olympic. Con này dạng bầu nè. Đấy. Olympic Mid New Midget No 4. Hàng Japan luôn. Đây, Made in Japan. Nội địa Nhật Bản nha. Những con máy mini, máy Nhật. Đấy, quay một chiều chốt chặn đầy đủ hết. Nút xả đồ ok hết nha. Đã có test sẵn rồi, kiểm tra hết rồi ca nha. Mã số là 4 giá là 90.000. Số 4 90k. Số 5 vẫn là Daiwa Kodonet 5 nè. Kodonet 5 Daiwa. Daiwa Seiko. Con này mã số là 5, giá là 90.000. Số 5 90 ạ. Số 6 là một con Shimano Club Demi 15RL, nó giống con kia nhưng mà màu con này nó tối, màu tối, màu rêu. Đấy, màu rêu. À đây màu ghi là màu xám nè. Đấy. Con này thì mã số là 6, giá là 90 luôn nhá. Nó có cái gá cước bên dưới nè, anh dừng lại cái anh gá cước vào đây là được nhá. Rồi, mã số 6 giá 90.000. Số 7 là một con to hơn. Đây, con này sẽ to hơn những con kia nhá. Con này Kodonet ST10RL của hãng Daiwa luôn, máy Nhật cho mình nhá. Đấy. Cũng vậy thôi, hoạt động cũng vậy nhá. Đấy, hai chiều có tiếng kêu và hai chiều tắt tiếng kêu nè. Đấy. Rồi, con này mã số 7, giá là 110k. Mã số 7 101 nha. Thân của nó là có kim loại và có carbon. Mã số 8 là một con đẹp cho các anh mua về sưu tầm. Con này Olympic nè. Olympic nha. Này. Đấy, Midget No 4 UL. Made in Japan. Đấy, dưới bát là chữ Nhật. Cũng vậy thôi, một chiều chốt chặn. Đây, hai chiều có tiếng kêu, hai chiều không có tiếng kêu. Đấy, nó là như vậy nhá. Xả và câu cá bình thường. Máy nhỏ canh nha. Mã số là 8 giá 120. Số 8 120.000. Số 9 là một con máy dạng rùa nè. Nó to hơn những con kia nha. Đánh lực hơn những con kia. Và con này có lăng chi cước nè. Đây quay đôi. Con này thuộc hãng Shimano. Shimano Chinomatic 1000. Shimano nhá. Đấy. Thân máy là carbon. Nút xả đầy đủ luôn. Cũng nhiều anh lấy đi câu lua lắm các anh nha. Mà máy nhỏ này thì nó không có thích hợp cho lắm. Nó cũng vừa vừa thôi. Rồi, con này mã số 9, giá là 190.000. Mã số 9 nha, 190. Số 10 là một con mini nè. Con này Shimano Tomorrow 1000. Bản Kodia số Nhật nha.
toàn thắng carbon mô bin sống, trả cước tốt, lăn cước sáng. Con này là một con máy đứng, tay quay có thể đổi hai bên trái phải, máy quay nhẹ nhàng nhá, một chiều chốt chặn hoạt động bình thường luôn. Đấy, hai chiều ok hết luôn. Rồi, con này mã số là 10, giá 200. Cước máy các anh vào 1.5 là 110, 2 là 80, 3 là 60 nhá. Size 500 thôi, size nhỏ, máy siêu nhỏ luôn nhá, con máy siêu nhỏ luôn. Mã 10 giá 200. Tiếp đến sẽ là cần, hôm nay có một cây cần 3 khúc nè. Những cây này cho các anh câu đơn ngâm lăng xê đánh cá lớn đều được, cá nhỏ cá lớn đều có cạnh có cái độ cong của cần nha. Có những cây nó săn hàng hơn thì nó cứng cáp, nó đánh biển tốt hơn. Rồi, cây đầu tiên là một cây Olympic, có chiều dài cần là 2m7, độ cứng là 80. Cây 3 khúc, phôi cần phôi phíp nha. Cái này khoen là Fuji loại sứ xám, bo chống nổ đầy đủ luôn rồi. Cây 3 khúc, ngọn là ngọn đặt tháp đây, đặt tháp phần này. Bát Fuji bát quặng này, FBS D22, cây này cây cần Nhật nhá. Đây, phôi phíp, phíp đỏ, cây Fuji loại sứ xám. Cái này quá ok rồi, anh nào muốn câu bền chuồng cây này nhá. Rồi, ngọn 2.3 ly, trọng lượng 320g, mã 11, giá cần là 400, 11-400 nghìn. 12 sẽ là một cây cần cắm gốc nè. Cây này các anh câu cá chép, cá rô, cá chê, chê. Câu nếu mà câu bè thì hợp lý hơn, và câu dứt biển nha. Câu bè thì câu cháp hành âu gì. Đấy, cái này phôi là phôi carbon. Đấy, ngọn của nó là ngọn đặt tháp. Cái này đến từ bạn Kodia cho mình. Bát quặng khoen là khoen hạng nè, khoen hạng dạng đời cao á nha. Đây, khoen của nó nè. Đấy. Và nó là của Nelagen dòng Zipper Pro nè. Cái này tải mồi á 10 đến max 80 gram mồi luôn nhá. Đấy. Đến max 80 gram mồi. Ngọn là ngọn đặt tháp, keo chỉ còn tốt luôn, khoen alo sáng đẹp. Cái này có giá là 500 nha nhá. Bẻ cái ngọn cho anh xem. Đấy. Cứng cáp cho mình nha. Lực tải mồi của nó là 80 gram. Ngọn là 1.6 ly, trọng lượng 155g, mã số 1 giá là 550, số 1 550.000, cần cắm gốc, máy đứng nha, gắn máy đứng được. Mã 11 chứ, 11 giá 550 nha. Tiếp đến là cần mã số 13, đánh lộn rồi, không sao. Cái này là một cây của hãng Vertex nè, hãng Vertex thường thấy luôn nha, chiều dài 2m4, độ cứng 50. Dàn khoen là khoen Fuji, bát là bát Fuji DBS luôn, này, Fuji hết nha. Tay cầm cán mút màu xanh, phôi carbon, khoen đẹp, nước sơn ngoại hình độ mới cao, cứng 50 nha. Những dòng này đánh không cứng không mềm luôn, các anh đánh tầm 10kg đô lại cũng được nha. Đấy, đánh cá to được. Rồi, cứng 50 đánh không cứng không mềm, đơn ngâm lăng xê. Cái này ngọn 2.1 ly, trọng lượng 245g, mã 13 giá 700. 13-700 nghìn cho cây này. 14 nè, cây này rẻ hơn nè. Cây này là Olympic nha, thuộc hạng Olympic, chiều dài 2m4, độ cứng 50 luôn. Ngọn cần là ngọn đặt tháp nè nha, đặt tháp. Dàn khoen cần là Fuji phát quang. Bát quặng Fuji, bát quặng Fuji FPS nha. Bên dưới đế có đế gỗ nè, phôi cần là carbon rồi. Cái này nó xoắn chìm bên trong. Đấy. Rồi, cái này độ mới cũng sáng luôn. Ngọn là 2 ly, trọng lượng 285g, mã 14 giá 600. 14-600k. 15 là một cây 2m4, độ cứng 50 luôn. Đấy, hôm nay nhiều cây vừa cứng cho mình luôn nhá. Phôi cần là carbon Whisker. Cái này phôi carbon xoắn ít ạ. Đấy, cái này có tem vàng nè. Và nó thuộc Đài Loan xuất Nhật, có mã code, bát quặng, tay cầm cán mút, khoen bát Fuji hết. À. Đó. Semi chống nổ đầy đủ cả nha, các anh nha. Bên trên nó đổ cái khoen màu đen. Rồi. Ngọn cần là 2 ly, trọng lượng là
217g. 227g nhá. Mã 15 giá là 850. 15 850.000. Cái này phôi xoắn ít 2 da. 16 là một cái 2m4 độ cứng là 50 luôn. Cái này là một cái chích cơ này. Một cái carbon rod luôn nhá, hai carbon rod này. Đấy. Phôi cần là phôi carbon, ngọn đặt tháp ở phần này. Bắt gọn Fuji DBS, bắt to này. Đấy. Tay cầm cái mút khá là cứng nhá, khá cứng thôi. Nó có mềm, phần mềm êm tay cho mình. Dàn khoe Fuji ạ. Fuji nhá. Đấy. Alo sáng luôn. Rồi, ngọn đặt tháp. Cái này có ngọn là 2.3 ly, trọng lượng là 270g. Mã 16 giá cần là 650 nha. 16 650.000. Rồi cây tiếp theo ạ. Là một cây 2m4, độ cứng cần là 50. Cái này là một cây Tetsugi nè. Đây, Advanced. Và dàn khoen của cần thì dàn khoen hạng nha. Cây này khoen bát đều là khoen bát hạng. Phôi cần là carbon. Đấy. Keo chỉ của nó còn chắc chắn hết cả nhá. Này, alo của nó nè, xấu tí nhưng không sao. Cái này ok rồi, nó chắc chắn hết cho mình. Đánh trà rượu đại là đẹp rồi nhá. Ok, còn nguyên hết. Khuyên là khuyên hạng còn nguyên hết. Rồi, ngọn cây này nó to hơn tí, ngọn 3.1 ly, trọng lượng 290g, mã 17 giá 500, 17 500k. 18 ạ. 18 là một cây hãng Westnow nè. Westnow quá nổi tiếng rồi. Chiều dài 2m4, độ cứng là 80 nha. Cứng 80. Thuộc bạn China xuất nhập. Cái phôi cần này phôi xài bền cho mình. Và dàn khuyên cần sẽ là khuyên khuyên hạng nha. Khuyên hạng. Bát của nó là bát Fuji. Bát quận. Một dòng khuyên hạng cho mình. Đây. Khuyên hạng. Tay cầm cái mút cứng ạ. Cái này mút cứng nha. Đây. Alo của nó lại thay một cái alo Fuji dạ quang rồi các nhá. Cái này nó có hùng một tí xíu nè, có hùng một tí xíu nó thay alo. Và bo chống nổ đầy đủ. Rồi. Ngọn 3 ly trọng lượng 301g, mã 18 giá 650. 18 600k, cái này đánh bạo lực. 2m4 cứng 80 nè, đánh cứng hơn tí. Rồi, cái tiếp theo cũng là Westnow luôn em mà các xem. Đấy, nước sơn của cần là nước sơn kim tuyến 7 màu. Cũng là thuộc bạn China luôn nhá. China xuất nhập cho mình. Chiều dài 2m4, độ cứng cần là 200. Dàn khuyên của nó là một dòng khuyên hạng luôn. Cũng là một dòng khuyên hạng, nó khác cái khuyên của cây ghi một tí xíu. Phôi của nó rất là dày các nhá. Phôi rất là dày. Đấy, người ta câu bền lắm mấy cái này. Rồi có dây cột bảo hiểm và bát của cần là bát Fuji, bát quặng. Cái này cứng 200 nè, anh nào muốn đánh cá lớn á, lấy cây này nha. Bo chống nổ đầy đủ luôn. Này thì đánh cá lớn tầm 20kg trở lên cũng được. Rồi, ngọn là 2.7 ly, trọng lượng 355g, mã 19 giá 700, 19 700.000. Rồi, 20. 20 là một cây của New Forest nha. Này, New Forest, chiều dài 2m1, độ cứng 200. Cái này cũng là bạn tự gần giống như Westnow rồi nha. Phôi carbon New Forest. Cái này 2m1 à. Đấy, anh nào muốn đánh bạo lực ngắn thì dùng cây này. Cái này mang đi câu biển cũng được. Dạng khuyên của nó là khuyên lùng, nhưng mà dạng khuyên to cho mình, to hết nha. Đấy. Alo nè, nó sơn đỏ. Đây bo chống nổ đầy đủ rồi, chắc chắn lắm cái phần keo này. Tới giờ vẫn còn bền. Ok. Cái này ngọn là 4.9 ly, trọng lượng 428g, mã 20, giá của cần là 700. 27 700k, cần 2 khúc luôn. Tiếp theo là 21 nha, em sẽ lên cần 21 cần tay đi, lên cần tay trước đi. Tiếp theo sẽ là giáp khúc tiếp. Cái này là một cây Shimano Ryobi cần Nhật luôn nhá. Super Amorpho. Đây, Super Amorpho, các anh cứ gọi Ryobi Super Amorpho mấy cái tên chữ ở trên cần nè. Đấy, em cho anh xem, các anh cứ gọi lại ra nhá. Protect. Cây này dài là 10 m. Này, nó mắc cái tem rồi đó nhá, nó mắc tem rồi. Phôi của nó này nhìn xuống nó sáng, nó chói. Chói kiểu gì á, đấy. Amorpho. Đây, cái đế nè. Super Amorpho nhá, cái phôi carbon của nó. Đây. Super Amorpho. Ok.
Rồi, cái phôi của nó thì ok cho mình rồi. Phôi thì nguyên vẹn hết, em mời anh xem. Em có hình nhá, anh nào muốn xem hình thì cứ nhắn em. Cái này nó thuộc dạng cái phôi dạng nó có sẵn ít cho mình đó nha. Sẵn này. Đấy. Độ cứng của cây 10m này thì nó cũng cứng tầm 6-7H luôn. Nó cũng giống cái cây 7m hai hôm qua, hôm kia em đăng nha. Đấy, đầu lóng nè. Đấy, anh nào muốn xem hình thì cứ kết nối liên hệ cho em và em sẽ gửi hình cho các anh xem nha. Cho nó rõ ràng, chi tiết hơn. Đấy, nè, nó sẵn ít nè. Đấy, hai cái lóng này nó dễ thấy hơn nè. Nó dạng hai da cho mình cả nha. Alo thì alo xoay 360 độ nữa. Càng carbon thì nó nhẹ hơn Fit nhiều nha. Alo xoay 360 chống chống sẵn dây. Cái này em xin đọc thông số ạ. Chiều dài 10m, ngọn 1.3, trọng lượng 364g, góc là 27, mã 21, giá là 3.100.000, 21 3.100.000 nha. 22 là một cây hai khúc tiếp theo nè. Cây này cũng là của New Forest luôn. Đây. Cây này giống y hệt cây kia luôn nha. Đây. 21 độ cứng càng là 200 luôn. Cứng 200. Đấy, ngoại hình này, Bát Fuji, khuyên cũng là khuyên Fuji luôn, dạng Fuji chân lùng. Đây. Khuyên to, Fuji chân lùng, cái sứ nó to. Cái vòng bên trong á, tất cả đều to hết nha. Đấy, mấy cái này bền lắm, keo chị của nó. Ok. Hai cây song xanh luôn nè. Cái này thì nó có ngọn là 5 ly, trọng lượng là 430g. Mã số 22 giá 700 nha. 22 giá 700. Hai cây như nhau, ngọn như nhau luôn. Trọng lượng thì cũng như nhau luôn. Đây. Như nhau rồi. Đấy, cái này đo mình hơi có khi đo đè vô cứng hay là cái gì đâu đó. Nó khác 4.9, 5 chấm thì nó cũng như nhau. Rồi, cái tiếp theo là một cây có thể câu câu mực, câu tôm, câu bè nha. Cái này là một cây NFT nè. Chiều dài 2m1, có hai khúc nha. Đây. Độ cứng của nó sẽ rơi tầm là 15 đến 30 ạ cho cây này. Bắt gặp Fuji FS6 nè. Cuốn chị đầy đủ, đế gỗ, phôi carbon, khuyên Fuji dạ quang, có tem vàng nha, NFT thuộc nội địa Nhật Bản. Cái này độ cứng nảy, nó thuộc dạng độ cứng nảy và cái ngọn của nó là ngọn đặc tháp. Đấy. Rồi. Ngọn là 1.3 ly, trọng lượng là 200g, mà 23, giá căn là 650 cho cây này. 23 650 nha. Này độ cứng thấp hơn nhưng mà mỗi thể loại nó có đều có thuộc dạng và có cái hạn nhãn hiệu riêng cho nên giá nó sẽ khác nhau cả nha. Cây tiếp theo là một cây 2m4. Không phải, một cây mã 24. Cây này cây ba khúc còn đẹp nè. Rất là đẹp cả nha. Alo là alo Fuji loại xứ xích môi chè chống sắn luôn. Rất là bóng. Nước sơn càng còn mới nè. Rồi, cái này em đọc thông số nha. Cái này là một cây của New Way á. Có tên New Way. Và 3m5, độ cứng là 50, có tem vàng nè. Thuộc hãng Suzumi. Tem vàng của nội địa Nhật Bản nha. Bát quặng Fuji nè, DBS6. Đây. Tay cầm cán mút, khuyên của cần là khuyên Fuji loại xứ xám. Đây, các anh thấy màu vàng là đang còn keo luôn nhé. Keo của loại cần mới á. Keo á nha. Mình về mình lột cái keo ra là được. Mình không thích, mình thấy xấu nên lột. Nhưng mà không thôi, các anh cứ để đi. Để cho nó như zin đi nha. Zin đi. Càng còn đẹp cho mình. Ngày chắc nó đánh một vài cái à. Một vài lần à. Càng rất đẹp. Ngọn là 2.8 ly, trọng lượng 278g. Cái này mã 24. Giá của càng là 850 nha. 24, 850.000 cho cây này. Rồi 25 nè. Một cây hai khúc và có hai ngọn luôn. C-clip carbon nha, 2m4 độ cứng 50. Rồi, sáng bát quặng Fuji DBS. Đang khuyên cần là Fuji loại xứ xám hết luôn. Cái này có hai ngọn cho các anh chọn lựa. Một ngọn của nó rơi tầm cứng 60, một ngọn cứng tầm đó luôn nha. Cũng là cái độ nảy và độ cứng nó cao, nó tầm 50 đến 60 và 50 đến 80 cho mình, nó tầm đó ca nha. Đây. Alo này, còn zin nguyên bản hết luôn. Đấy. Hai khúc hai ngọn. Quá tuyệt. Cái này một ngọn là 2.3, một ngọn là 2.6. Trọng lượng tổng thể là 380g, mã số 25, giá căn là 950.000. 25.950. Rồi tiếp theo ạ, sẽ là một cái cần Shimano 3 khúc và có hai ngọn nhé.
cái dòng hai ngọn thì nó hiếm coi nhá. Đây một cái Shimano Agot ạ, em mời anh xem Shimano Agot 3m3 và độ cứng cần là 50, có mã code tem vàng đầy đủ nha. Đây, tem vàng nằm bên dưới đây, cần thì độ mới cũng tương đối nhá. Đây độ mới tương đối cho mình, dàn khuyên cần là Fuji Six hết, tất cả dàn khuyên của cây này là Fuji Six. Máy cần Shimano này cái phôi nó bền và cái độ nảy nó tốt luôn nha. Alo alo Fuji Six môi chè giống sẵn cả hai con, cả hai semi chống độ đầy đủ hết. Đây Shimano Agot nha. Cái phần này cái điểm xấu của nó là điểm xấu, điểm trừ ở phần tay cầm. Đấy, tay cầm ở đây nè. Đấy. Những video các anh đang xem nha. Rồi ok. Phần bát của cần là bát Fuji Agot luôn. Khuyên là Fuji hết rồi. Cần độ mới bên dưới thì nó đẹp. Bên dưới nó đẹp. Đây. Shimano sẵn ít nội găng hết. Và có khuyên cột dây bảo hiểm luôn nha. Rồi ok. Cái này ngọn cần là 2 ly, trọng lượng là 360g. Mã nó là 26, giá là 2 triệu nha. Mã 26, giá 2 triệu cho cây này. Cuối cùng, 27 là một cây cần tây nè. Cần tây này đến từ bản đến từ Nhật Bản luôn các nhá. Cái này là thuộc hãng Pro Marine nè. Thường thấy luôn. Và nó có chiều dài 2m7. Lóng của nó thì thu gọn là 56cm. Có tổng cộng 6 lóng, trọng lượng 89g. Ngọn là 0.8. Gốc là 15.7. Ok. Cái này là phôi cần carbon nha. Đấy. Cần còn đẹp luôn. 2m7. Pro Mari nè. Có nắp chụp túi đi kèm. Cái này độ cứng của nó đôi tầm là 4H nha. Độ cứng đôi tầm 4H nè. Cần ra thẳng và cần nảy tốt. 2m7. Đấy. Cần nảy tốt luôn. Nảy cao luôn nha. Nảy rất là cao, càng đa đất thẳng. Đấy. Rồi mã số cuối, mã 27, giá của nó là 550 nha. 27 550.000 cho cây này, một cây duy nhất. Và em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các đã xem mấy video của em, ủng hộ em một like và được đăng ký nha, chia sẻ giúp em ạ. Đừng quên bấm nút thông báo để đón nhiều video mới tiếp theo em sẽ ra. Bạn nào đặt hàng hoặc cần tư vấn vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Rồi. Và em xin chào tạm biệt các anh nha. Xin chúc các anh buổi tối vui vẻ.